Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa quý vị. Hôm nay là thứ hai đầu tuần sau lễ Chủ nhật Phục sinh. Này rơi vào ngày 5 tháng 4 năm 2021. Bây giờ là khoảng cỡ 8 giờ sáng. Sau một ngày mưa túi bụi ở Biên Hòa, sáng nay thời tiết vẫn rất là đẹp, khí hậu đang nóng dần lên, cũng không có thay đổi được nhiều sau những trận mưa đầu mùa. Thực ra thì những cái trận mưa đầu mùa nó chỉ một phần nào đó làm giảm đi cái nhiệt độ của Biên Hòa sau những ngày mà nắng gắt. Mưa xuống rồi cái hơi đất nó bốc lên, nó cực kỳ nóng và nó khó chịu quý vị. Thậm chí là hít cái hơi đất này vào nó còn dễ bị bệnh á. Phú đang ở khu vực chỗ này là dốc Bắc Hải, gần cái chỗ nhà thờ Bắc Hải, khu giáo họ Nam Am. Nay Phú lang thang ở khu vực phường Hồ Nai, quay video chia sẻ quý vị xem, quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha. Thì Phú không quay ở Hồ Nai cũng cả tuần, hơn tuần lễ rồi. Có nhiều cô chú anh chị nói Phú là sao lâu quá không thấy về Hồ Nai. Thực ra thì Phú cứ đi qua đi lại liên tục ấy chứ, nhưng mà quý vị không có để ý, có thể là nhiều khi quý vị vô tình xem được một cái video nào của Phú thôi, và có thể là video đó từ rất là lâu rồi cho nên quý vị không biết. Nếu mà Phú đi thì Phú cứ đi quay lại thường xuyên Hồ Nai, Biên Hòa, Tân Mai, Tam Hiệp ấy, cứ đi qua đi lại thường xuyên. Thì quý vị mà xem video của Phú mà quý vị muốn xem tất cả những nơi mà Phú đi, quý vị có thể vào bên trong kênh Biên Hòa City và quý vị xem những cái video khác nữa quý vị nhé. Đây, hôm nay Phú lang thang ở khu vực phường Hồ Nai đây. Ở ngay chỗ này là thuộc giáo họ Hội Am này, ngay cái đường Lê Đại Hành, mọi người hay quen gọi là cái đường đi vào Phúc Lâm đó. Hôm nay Phú đi vào trong này coi xem là tình hình đây như thế nào rồi quý vị. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha. Thực ra thì cái khúc ở ngoài này thì vẫn đang thuộc của giáo xứ Bắc Hải. Giáo xứ Bắc Hải đi qua cái chợ nhỏ ở chỗ này thì mới đi vào giáo xứ Phúc Lâm, nhưng mà mọi người thì cứ quen gọi là đi vào đây là đi vào Phúc Lâm rồi. Đấy. Nhưng thực ra thì cái đoạn ở ngoài này là vẫn thuộc giáo xứ Bắc Hải quý vị nhá. Đấy. Từ đây chúng ta đi xuống này, cái chỗ này là của Bắc Hải đây. Buổi sáng ở đây thì nhộn nhịp lắm, nó có cái chợ nhỏ ở đây, mọi người quen gọi là chợ nhỏ Phúc Lâm ấy. Đây, đi xuống tới đây là chúng ta gặp cái trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, là bắt đầu chúng ta đi qua khu vực Bắc Hải rồi và bắt đầu đi vào giáo xứ Phúc Lâm. Đây quý vị, ngay chỗ này là có cái trường tiểu học Hoàng Hoa Thám ở đây. Đó, chúng ta bắt đầu đi ngang qua cái chợ nhỏ Phúc Lâm ở đây. Ồ, giáo xứ Phúc Lâm người ta mới xây cái nhà sinh hoạt mục vụ giáo xứ Phúc Lâm cái chỗ này này, đẹp quá. Đây là cái chợ nhỏ Phúc Lâm quý vị. Chợ Phúc Lâm buổi sáng đông vui nhộn nhịp quá. Chợ này thì bán cả ngày luôn quý vị, lúc nào cũng bán.
Và thậm chí là có nhiều tiểu thương người ta bán ở nhiều chợ khác ấy. Người ta bán hết ngày rồi người ta lại về đây người ta bán tiếp. Nhậu nhẹo đây quay cho vị xem ha. Ngày khu chỗ này có nhiều quán ăn sáng cũng ngon lắm. Hôm dạo dạo đây coi xem có cái món gì hấp dẫn không. Ghé ăn sáng. Bún bò Huế, hủ tiếu. Thôi Phú đi hết cái đoạn đường này đi. Hết cái đoạn đường này đi rồi quay lại nha. Hết cái đoạn này đi rồi quay lại. Cho quý vị coi hết cái chợ này. Cũng như là ngắm nhìn thử coi ngắm nghía thử xem về có cái món gì hấp dẫn không. Chứ là hôm nay này thì đồ ăn sáng nhiều lắm. Bún phở hủ tiếu ở khu này quá trời. Cũng đi hết cái đoạn đường này luôn đi. Cái đoạn đường này mà quý vị chạy thẳng thì chúng ta ra ngay chỗ xa lộ Hà Nội ấy quý vị. Gần ngay khúc cầu Sập á. Chỗ này thì nó đang thuộc là khu phố 12 của phường Hôn Hai quý vị nha. Đấy, khu phố 12 của Hôn Hai, còn cầu Sập thì nó là khu phố 13. Còn đi lên tới Nam Hải thì nó qua Nam Hải chứ, tới Kẻ Sạt thì nó lại thuộc Tân Biên rồi, nó không có phải là Hôn Hai nữa. Đó, bây giờ người ta chia ra như vậy. Trường mầm non, ánh nắng, sunny. Ở đây mới mở những cái trường mầm non lớn quá, đẹp quá. Tính ra mới có thời gian ngắn cỡ tuần 2 tuần không đi qua cái đường này mà cũng có nhiều cái cơ sở mới ta mới mở ra, nhìn lạ ghê quý vị, không nhận ra luôn á. Quý vị thấy không, nguyên một con đường rất là nhiều quán ăn sáng, có thể gọi là phố ăn sáng luôn cũng được nữa quý vị. Đó, rồi tới đây là Phú ra tới xa lộ Hà Nội này quý vị. Phú sẽ quay ngược vào trong nhá. Đi ngắm nghía từ nãy giờ là chắc là cũng phải biết là ăn món gì rồi. À, sẽ quay ngược vô đi. À, thì nhiều quá cứ đi vòng 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 cũng chả biết ăn gì đâu. Cà phê nước giải khát, chỗ này là bún phở này. Hôm qua có nhiều quý vị nhắn tin rồi gửi email Phú hỏi là ủa sao hôm nay không thấy đăng clip mới lên nữa. Thì thưa quý vị là hôm qua là Chúa Nhật Phục Sinh. Thì Phú là người theo đạo Công giáo. Cho nên ngày hôm qua là ngày kiêng việc buộc. À, kiêng việc xác, kiêng việc buộc. Cho nên là Phú không có đi quay. À, quý vị thông cảm. Hôm nay Phú lại tiếp tục quay trở lại công việc đây. Tại vì một năm chỉ có một lần thôi quý vị. Đạo Công giáo thì Chủ nhật Phục Sinh là kiêng việc xác, buộc kiêng việc xác. Đấy. Cho nên là cũng không ra đường. Hồng nhung phở, bún hủ tiếu, bún mọc. Đấy, thấy ăn sáng đây nhiều không? Minh thiên luôn. Này vô đây thì muốn ăn quán nào thì ăn rất là nhiều. Thì quý vị xem cái video này mà quý vị muốn ăn ở quán nào thì quý vị cứ để lại Phú dòng bình luận nha. Phú sẽ từ 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 dắt quý vị đi ăn những quán ở đây. Đấy. Như đây nhiều lắm. Về hôm nay này mà ăn sáng thì bao la,
mà người ta bán sớm các bạn, bán sớm cho anh chị làm công nhân công ty ăn sáng rồi đi làm, bán nhiều, mùa gì cũng có đủ các loại món. Ôi, ngay cái hẻm chỗ này có cái quán ở ngay đây này. À, Phú vào đây đi, Phú kiếm chỗ ngồi ở đây đi, ở đây đi. Ăn sáng ngồi đâu vậy chú? Ăn sáng để xe ở đâu? Đấy, em để đây, đây, đây hả? Để bên này Ở nhé. đây đây mình có món gì chú? Bún bò, hủ tiếu, phở. Bún bò, hủ tiếu, phở. Cho cháu tô phở đi, phở tái nha. Hello quý vị, đây là tô phở người ta vừa mới mang cho Phú nè. Đây là phở tái quý vị. À, phở bò tái ha. Ấy, bò vẫn còn rất là đỏ tươi ngon này. Ấy, có những cọng hành này quý vị. Phở này, phở rất là ngon luôn. Bên này thì có rau sống quý vị. À, cọng hành này là các ông các anh là thích lắm á. Hấp dẫn quý vị, quá trời luôn, một tô lớn quý vị. Đó. Rồi, mời quý vị ăn sáng nha. Cho một ít ngò gai vô quý vị. Đây, ngò gai. Ngò gai, rất là ngon. Cho một ít quế. Một ít ớt khô vậy. Tại đây người ta không có ớt tươi sẵn đấy, ớt trái thôi, nên mình ăn ớt khô cho nó tiện. Dẫn chưa? Thấy cái tô hấp dẫn chưa? Quá sẽ ngon luôn không? Đấy, bốc khói này quý. Đấy, rất là nóng luôn, bốc khói luôn. Cho miếng rau sống nhiều quý. Rau sống nhiều này. Quý thấy cái đĩa rau sống không? Nè, đĩa rau sống chà bá luôn. Ăn thử miếng quý vị. Ngon lắm quý vị ơi, đậm đà lắm. Rất là ngon quý vị. Quý vị nhìn này, thấy cái rổ rau thơm không? Nhìn đã luôn đó. Đây là cái đĩa rau sống này. Quá trời nhiều luôn. Còn đây là tô phở của Hú nè, đã không, quá đã luôn, ngon quý vị, quá đã, tuyệt vời luôn á. Phở còn rất là nóng, tô to đầy luôn, quá đã. Rồi quý vị nhìn này, ngon không? Bò rất là tươi các bạn. Ngon lắm. Rau thơm nó sực lên thơm. Rau sống nè. Đấy, xà lách sống. Gốc hành nha các bạn. Đấy, gốc hành này là các ông các anh là thích lắm nè. Ăn à. Giòn tan, ngọt líp quý. Quá đã luôn quý vị ơi.
Phú đang ngồi cái hướng này là nhìn ra cái đường mà Lê Đại Hành đấy quý. Cái đường này cũng là cái đường mà đi thẳng vào bên trong nhà thờ Giáo xứ Phúc Lâm luôn. Quá ngon quý. Cái hướng phía sau Phú nè, cái đường phía sau Phú là đi thẳng vô là đi vô nhà thờ Giáo xứ Phúc Lâm luôn. Rất là ngon luôn, tuyệt vời. À, hôm nay người ta ăn bún ăn phở như vậy, người ta lúc nào có cái đĩa rau salad sống như này quý. Ai muốn ăn gì ăn nè. Tuyệt vời. Gốc hành nè quý. Dạ, gốc hành nè. Các ông các anh là khoái này lắm. Tươi rồi đói. Quá đã luôn. Chú ơi, quán mình bán đây lâu chưa chú? Mình bán mười mấy năm. Mười mấy năm rồi hả? Dạ. Mình bán đến mấy giờ nghỉ chú? Bán này cho đến 9 giờ chiều đây, bán cơm đến 2 giờ. À, và sáng thì bán bún phở, chiều bán cơm. Dạ. Chưa bán rồi luôn, tôi bán xong rồi tiếp rồi luôn. Vâng, vâng, xong rồi đến mấy giờ nghỉ chú? 2 giờ là hết rồi. 2-3 giờ là hết là nghỉ luôn hả? Dạ, dạ. Ngon quá đã. Sáng bánh bún bánh phở quý vị, đến trưa trưa là bánh cơm, bánh 2-3 giờ là làm nghỉ rồi. Cái đĩa rau này mà quý vị ăn một mình không bao giờ ăn hết được, rất là nhiều. Cái tô phở này nó rất là đầy nha quý vị, ăn mãi chưa hết luôn nè. Nó căng bụng luôn á. Rất là ngon luôn. Đã quá quý vị ơi.
muốn uống hết nước luôn nhưng mà no quá. Ôi, no quá vị ơi. Tô phở rất là nhiều, ăn mãi mới hết. Quá đã luôn. Nóng tắt mồ hôi đầu. Hello quý vị, từ quán phở Phú đi thẳng cái đường đi vào hướng nhà thờ giáo xứ Phúc Lâm này quý vị. Tại vì cái quán phở là nó nằm ngay cái đầu đường, cái hẻm đi vô nhà thờ này. Đó, tiện đây thì Phú đi dạo vòng đây luôn cho quý vị thăm lại cái khu vực khu dân cư giáo xứ Phúc Lâm cũng như là giáp ranh với lại khu dân cư giáo xứ Nam Hải nha. Đây là nhà thờ giáo xứ Phúc Lâm này quý vị. Tô phở ăn khá ngon quý vị, giá cực rẻ, chỉ 30.000 thôi, rất là bình dân. Phở nhiều, thịt bò nhiều, mà thịt bò được rất là tươi quý vị. Đây, đây là cái hẻm nằm bên hông nhà thờ đây quý vị. Giáo xứ Phúc Lâm thì cũng rộng lắm. Cái hẻm này thì quý vị sẽ đi qua bên khu dân cư của giáo xứ Nam Hải luôn. Đấy, hai giáo xứ nằm gần gần nhau. Và cái khu chỗ này thì quý vị có thể là đi qua bên làng Kẻ Sạch luôn cũng được nữa quý vị. Đấy, gần gần nhau hết. Nhà thờ giáo xứ Nam Hải đi ra phía sau, đi vào Nghĩa Trang. Nghĩa Trang là đi thẳng qua bên làng Kẻ Sạch luôn. Đấy, quý vị thấy không? Đây ta đang xây nhà quá trời. Dân này giàu. Đó, xây nhà quá trời luôn. Trong này có cái đám tang. Đây, Phú đi vào cái hẻm này nha. Đây, mới xây nhà xong nè. Cái hẻm này là cái hẻm giáo xứ Nam Hải. Giáp ranh với lại giáo xứ Phúc Lâm nè. Quý vị đi thẳng cái đường này lên thì chúng ta sẽ đi ra ngay chỗ nhà thờ giáo xứ Nam Hải luôn. Rồi, cũng sẽ đi thẳng cái đường này lên nhá. Dân cư ở trong đây thì đa số toàn là bà con người Bắc Nam Tư sinh sống ở đây từ rất là lâu đời rồi, cuộc sống ổn định hết rồi quý vị. Ngay đây quý vị thấy có cái ngã tư này. Đấy, ngã tư này thì rẽ tay trái là quý vị lại ra ngay chỗ trường Hoàng Hoa Thám đó, bên Phúc Lâm. Đấy, cũng đi dạo dạo trong khu dân cư cho quý vị nhìn lại quang cảnh ở đây. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Đây quý vị, đi thẳng này ra là chúng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc rồi. Thì bên tay phải của Phú đây, bên này này, là nhà thờ giáo xứ Nam Hải. Thì buổi sáng ngày hôm nay đưa quý vị đi dạo vòng khu vực giáo xứ Phúc Lâm hôm nay, ngó qua các cái quán ăn sáng, và cuối cùng là mời quý vị ăn sáng một tô phở bò tái khá là ngon. Giá chỉ 30.000 thôi. Nãy Phú quên mất không hỏi tên của cái chú chủ quán rồi. Nhưng mà quán rất là dễ tìm quý vị nhá. Đó, thì tới đây thì Phú sẽ tiếp tục đi đến những hành trình khác để quay chia sẻ quý vị. Và cái video này Phú xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.